Thưa quý vị, càng gần những ngày giáp Tết, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội diễn ra ngày càng nhiều. Nổi bật trong đó là phong trào Tết vì người nghèo và đàn chăn kết độc da cam của Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức, đã thu hút hàng trăm đơn vị nhà hảo tâm cùng tham gia, chung tay mang Tết ấm no, xuân yêu thương đến cho những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Đây là hình ảnh tại phiên chợ nhân đạo Xuân Tân Sửu 2021 vừa diễn ra mới đây, do Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với công ty cổ phần VBBO Đà Nẵng tổ chức. Phiên chợ đã mang đến cho người nghèo hàng nghìn vật phẩm, nhu yếu phẩm ngày Tết với mức giá cực kỳ ưu đãi. Thật sự ra thì mong muốn của tôi và toàn thể công ty á, là mong muốn là toàn bộ những người dân mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid và nghèo trong cái Tết Tân Sửu này cũng có được cái Tết no đủ. Và qua cái phong trào này, qua cái hội chợ này cũng muốn gửi đến một thông điệp cho các nhà hảo tâm khác để chung tay với cùng với Hội chữ thập đỏ để gửi những cái tình cảm mình đến những cái đồng bào mà bị gặp khó khăn trong cái đợt dịch vừa qua. Ngoài công ty cổ phần VBBO, khi triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm nay, Hội chữ thập đỏ Đà Nẵng nhận được gần 20 tài trợ của các nhà hảo tâm trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Điểm đáng nói là so với các năm trước, ngay khi nhận được thông cáo về phong trào từ đầu tháng 11, các đơn vị đã chủ động liên hệ từ sớm với hội để triển khai chương trình một cách hiệu quả. Nhờ vậy, dịp Xuân Tân Sửu 2021 này, số lượng các chương trình chăm lo hỗ trợ Tết cho người nghèo cũng gia tăng đáng kể. Thực sự là chúng tôi có được cái nguồn vận động mỗi năm 5 tỷ cho phong trào Tết là nhờ vào cái sự hỗ trợ, ủng hộ rất là nhiệt tình của các đối tác. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ của họ bằng tiền mặt, bằng quà tặng, bằng công sức và kể cả về mặt kỹ thuật. Và VBO thì ngoài cái việc hỗ trợ cho phiên chợ này thì hiện nay là một cái đơn vị hỗ trợ thường xuyên cho cái trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi của thành phố, của Hội chữ thập đỏ của chúng tôi mỗi tháng là 15 triệu đồng. Và họ cam kết sẽ hỗ trợ dài hạn cho đến bao giờ là có thể là các cháu vượt qua được cái khó khăn tại cái trung tâm. Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều chương trình gắn kết cộng đồng giàu tính nhân văn nhất trong khu vực miền Trung. Chỉ tính riêng trong dịp Xuân Tân Sửu 2021, các cấp hội chữ thập đỏ Đà Nẵng đã vận động trao tặng 7.114 suất quà trị giá gần 3,4 tỷ đồng. Trong đó, hơn 70% đến từ sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn. Đây thực sự là điều đáng mừng, góp phần chung tay cùng thành phố thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội trước bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.